Vâng, xin chào anh em và cả nhà nhé. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với clip của channel Cây Cảnh TV. Thì hôm nay tiếp tục về clip Linh Sam Bonsai. Thì mình sẽ giới thiệu lô này mới về nhé. Đấy, hàng này là hàng mini bonsai nhé. Dáng lượng rất đẹp, chiều cao của cây chỉ là 20 phân thôi nhé. Đấy, hành gốc thì được gần 10 nha. Chia tay tứ diện, dáng bay rất đẹp luôn nha. Đấy nha. Thì đây là cây số 1 nhé. Rất đẹp luôn ạ. Cây số 1 này, lô này mình bán với giá là 650.000 một cây nhé. 650.000 một cây mini bonsai này nha. Đấy, đây là cây số 1 ạ. Này, gốc nghiền nạc rất đẹp luôn rồi. Đây, và anh chị em để bàn uống nước là cực kỳ xinh luôn. Đấy, đây là cái số 1 nhé. Vâng, còn đây là cái số 2 này. Đấy, bộ đế này, ngoài vị chê gốc đế rất là đẹp luôn rồi nè. Gốc đế rất là đẹp này, tay vòng chia tứ diện rất đều các hướng luôn này. Đấy, nhìn cây đúng không, rất là đẹp luôn, vừa dáng bay vừa tứ diện luôn ạ. Đấy, xòe rất rộng luôn, anh chị em mua về để bàn uống nước là cực kỳ xinh luôn nha. Đấy, rất là đẹp nha. Đây là cái số 2 nhé. Vâng, còn đây là cái số 3 này, bộ đế của nó là khỏe về chê luôn nhá. Đấy, anh em nhìn thấy không, bộ đế rất là xù xì này, rẽ bện lại với nhau rất là đẹp nha. Tổng thể cây là dáng bay rất đều và đẹp luôn này nha. Đấy, thân lượn muôn hình muôn vẻ. Đấy, dáng cây rất là ok nhá. Đấy, vừa dáng bay vừa tứ diện luôn này nha. Anh em có thể kéo này xuống là để thành dáng đổ được nhé. Đấy, về thì nó rất là nhiều kiểu dáng, anh em có thể chơi dáng nào cũng được, rất là ok luôn ạ nha. Đây là cái số 3 nhé. Đây là cái số 4 nhé. Đấy, anh em nhìn bộ đế không, bện lại rất đẹp luôn nha. Còn tổng thể dáng cây này tứ diện rất đều luôn này, anh em thấy không, tứ diện rất đều bốn hướng này. Đấy, tứ diện rất đều luôn. Đấy, tứ diện rất đều và đẹp luôn này. Đấy, chiều cao chỉ là 20 phân thôi nhé, chưa đến 20 phân nha. Mà bộ đế này, gốc đế rất là ok nhé. Đấy, thì đây là cái số 4 nhé. Vâng, còn đây là cái số 5 này. Đấy, anh em nhìn thấy không, hàng mini bonsai nhưng mà gốc đế rất là to luôn nhé, và hình gốc rất đẹp luôn nè. Mini nhỏ nhỏ thôi, rất là xinh ạ. Đấy, anh em mua về chơi là khỏi suy nghĩ gì hết nhé. Đấy, dáng tàn rất là ok nhé. Đấy, rất là đều và đẹp luôn. Thì đây là cái số 5 nhé. Vâng, đây là cái số 6 này. Đấy, bộ đế rất là đẹp luôn nhé. À, đấy, anh em nhìn thấy không, bộ đế rất là ok này, bện lại với nhau rất là đẹp này. Đấy, tổng thể dáng cây lên tứ diện này. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, anh em thấy chưa, hàng mini bonsai nhưng mà gốc đế rất là đẹp, tay tung chia rất đều luôn này. Đấy, anh em nhìn là mê ly luôn thật với anh em câu. Đấy nha, thì đây là cây số 6 nhé. Vâng, còn đây là cây số 7 này. Đấy,
bộ đế rất là đẹp luôn này. Đấy, cây bệnh rẽ lên nha, rất là xinh luôn. Đấy, chậu cây đây, thân lượn dáng hình long lên này. Đấy, thân lượn dáng long này, tay bông chia tứ diện rất đều và đẹp nhá. Đấy, chỉ với 650 một cây nhá. Thì đây là cái số 7 nhá. Đấy, tứ diện rất đều và đẹp, thân lượn răng long rất là ok nè. Vâng, còn đây là cái số 8 này. Đấy, bộ đế ở đây nhá. Đấy, cũng rất là đều, to đẹp luôn. Đối với hàng mini như thế này là to rồi nhá. Đấy, rất là to đẹp luôn nhá. Còn về dáng cây này, đấy, dáng đổ nhá, như một thiếu nữ luôn. Đấy, lượn xuống đổ xuống này, dáng rất đẹp. Đấy, tổng thể dáng cây đây. Đấy, mua về là khỏi phải chê nhá. Đấy, đấy, thì chỉ với giá là 650 một cây mini bonsai này nhá, cho anh chị em các bạn lựa chọn nhá. Mọi người có nhu cầu mua cây alo ngay cho em số điện thoại 0355823389 nhé, 0355823389 ạ. Vâng, còn đây là hàng Linh Sam siêu bông bên em nhé. Đấy, giá cực kỳ đẹp, bông cực kỳ nhiều, chỉ với 200.000 một cây. Đấy, cây cao to đẹp luôn, bông rất là đẹp nha. Đấy, dáng tứ diện, thân lượn dáng long, dáng tứ diện rất đều luôn nha. Có thể sửa thành dáng đổ vô tư, tùy theo cảm thích của mỗi người nhé. Thì số lượng trong vườn em còn khoảng độ 20 cây nhé. Đấy, 20 cây đang lên bông, rất là nhiều bông, rất là đẹp luôn. Tha hồ cho anh chị em các bạn lựa chọn nhé. Thì mọi người có nhu cầu mua cây alo ngay cho em theo số điện thoại 0355823389 nhé. Linh Sam siêu bông 200.000 một cây nha, rất đều và đẹp luôn. Rồi, cảm ơn anh chị em và các bạn đã quan tâm và theo dõi nhé. Mọi người nhớ like và subscribe ủng hộ kênh cho em nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo ạ.